Hôm nay thì anh em hỏi nhiều quá nhưng em hàng chưa kịp test. Thì đã, hôm nay có hai anh em này đã ra quân về rồi. Bạn ấy, bạn ở tận đâu ấy nhỉ? Em ở Mê Linh ạ. À, bạn ở Mê Linh, Hà Nội. À vâng, cảm ơn nhé, cảm ơn và cảm ơn anh em mọi miền đã quan tâm đến âm thanh của Khánh Hằng Hà Nội. Cái này là âm ly của nó, hôm qua anh em hỏi đây là NMG mới về đầu xuân đấy ạ. Hôm nay mới test đấy ạ. Và ghép một cái quai lọc ma răng 580. Một cặp của bạn ấy luôn, đánh vào cái đôi loa. Bạn ấy, bạn mở cái đôi loa Bulo cái ra đấy. Đấy, mở cái căng ra để lên cạnh hộ mình nhé. Thích ghép cái dòng phụ nữa thì có con dưới. Còn con trên này thì đã hai anh em này đã lấy rồi. Vâng.